Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cập nhật thông tin thời tiết từ biên tập viên Ngọc Vân. Chị Ngọc Vân ơi, trên Biển Đông thì đã xuất hiện cơn bão số 7. Không biết là cơn bão này có ảnh hưởng tới nước ta hay không ạ? Vâng, Thụy Vân, bão số 7 thì ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của nước ta. Vì khi vào gần phía đất liền đảo Hải Nam của Trung Quốc thì bão sẽ tương tác với không khí lạnh và yếu đi nhanh. Tuy nhiên hiện nay bão đang gây ra thời tiết xấu ở trên biển. Sáng ngày kia, ngày mùng 1 tháng 11, bão có thể mạnh cấp 11, cấp 12 và giật cấp 14. Trước mắt trong 24 giờ tới, tàu thuyền tuyệt đối không đi vào vùng nguy hiểm, được xác định từ 14 cho tới 19 độ Vĩ Bắc và phía đông của kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này đều có nguy cơ cao, chịu tác động của sóng cao và gió giật mạnh. Còn trên đất liền, chiều nay thủ đô Hà Nội tiếp tục nắng nhưng mà không quá nóng. Thời tiết đẹp cuối thu, nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng là 31 độ và độ ẩm vừa phải trên 50%. Đến 19 giờ nhiệt độ hạ còn khoảng là 26 độ, cảm giác lành lạnh. Với thành phố Hồ Chí Minh, chiều cường đã xuống, ngập giảm hẳn, còn thời tiết từ giờ đến chiều trời nắng mạnh với nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng là 33 độ, khá nóng vào giữa trưa.